Chương trình tiếp tục với những thông tin đang được dư luận quan tâm. Thưa quý vị, liên quan tới vụ một người đi đường tử vong do vướng dây điện của dự án thi công đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc vào ngày 17 tháng 11, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Ngãi, chủ đầu tư của dự án cho biết, chưa nhận được báo cáo từ phía nhà thầu về vụ tai nạn này. Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Ngãi cũng cho biết, sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã có văn bản hòa tốc yêu cầu liên danh nhà thầu báo cáo sự việc Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc được thi công bởi liên danh do công ty cổ phần xây dựng Tân Nam đứng đầu. Tuy nhiên, giám đốc công ty này cho biết phần việc của công ty tại dự án đã xong và công ty đã đưa người lao động rời khỏi công trường từ lâu. Sở Y tế Nghệ An vừa phối hợp với các bác sĩ Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An và Bệnh viện Phổi Nghệ An thăm khám cho các công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến, khu công nghiệp Nam Cấm, Nghi Lộc, Nghệ An. Trước đó hàng loạt công nhân làm việc tại đây bị phát hiện mắc bệnh bụi phổi và các bệnh về phổi. Đến thời điểm này có 5 người làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến đã tử vong. Việc tổ chức thăm khám cho các công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến là một trong những bước quan trọng để xác định bệnh nghề nghiệp cho người đã và đang làm việc tại đây để có kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét chế độ bảo hiểm cho những công nhân mắc bệnh. Trước đó, công ty này đã bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 116 triệu đồng vì nhiều lỗi vi phạm. Lo sợ bị phạt vì chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, một thiếu nữ 16 tuổi tại Hà Nội đã liều lĩnh phóng nhanh hòng vượt qua chốt kiểm soát của Tổ công tác 141, Công an thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, chẳng những không thoát được, thiếu nữ này còn đâm trúng một chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút tối qua, ngày 18 tháng 11 tại nút giao phố Trần Nhân Tông, đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Vào thời điểm đó, một thiếu nữ 16 tuổi trú tại quận Hoàng Mai điều khiển xe máy chở theo một người lưu thông qua vị trí tổ công tác làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, thiếu nữ này đã không tuân theo hiệu lệnh dừng xe của tổ công tác mà tăng ga bỏ chạy rồi đâm vào một chiến sĩ cảnh sát giao thông. Thiếu nữ này cho biết do chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, lo sợ bị phạt nên mới có hành động bỏ chạy rồi gây ra sự việc đáng tiếc trên. Còn tại tỉnh Đắk Nông, tối qua một thanh niên cũng đã có hành vi chống đối lực lượng chức năng khi người bạn của mình bị xử phạt vì vi phạm nồng độ cồn. Cụ thể, khi đang làm việc tại phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tổ công tác liên ngành công an tỉnh Đắk Nông đã dừng hai người đi xe máy để kiểm tra nồng độ cồn. Người điều khiển xe ngoài lỗi không có giấy phép lái xe, còn vi phạm lỗi nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, tương ứng với mức phạt từ 6 đến 8 triệu đồng sau khi tổ công tác lập biên bản xử lý và quyết định tạm giữ phương tiện, thì người đi cùng tài xế này, đồng thời cũng là chủ của chiếc xe trên, đã bất ngờ mở nắp bình xăng rồi châm lửa đốt. Chỉ ít phút sau, chiếc xe đã cháy rụi hoàn toàn. Sáng nay, lãnh đạo công viên văn hóa An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết, các lực lượng vừa bắt thêm được một con cá sấu trong hồ nước của công viên. Như vậy, sau hơn một tháng truy bắt, lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang đã tìm thấy 7 trên 8 con cá sấu sổng chuồng tại công viên văn hóa An Hòa, Tôi biết, công viên văn hóa An Hòa nuôi 44 con cá sấu phục vụ khách du lịch tham quan. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch COVID-19, chuồng nuôi xuống cấp, không có kinh phí sửa chữa nên 8 con cá sấu sổng chuồng ra ngoài hồ nước công viên.